sao bạn? Cú lâu lâu có dính được lần, dính dính lắm, đi quỳ quỳ hơi mà. Vậy hả? Cả năm mới dính được. Một năm mà mới dính được một lần cá mú à? Wow. Dạ, hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời luôn. Nếu mà không đi giải cứu thì chúng ta không cứu được cá mú. Quá là siêu to khổng lồ luôn á.